Xin chào các bạn nha. Trong quá trình mình làm video thì có một bác thì có yêu cầu mình là phân tích cái sơ đồ của con sơ đồ nguồn, cuối nguồn nhé. Của con TV nó sử dụng IC tổng 9381 nhé. Đây mình sẽ tìm một con IC, một con LG dùng tổng 9381 mình phân tích cho các bạn. Đây là con này nó sử dụng IC tổng là TDA 8362 này. Đây, mình xem có con nào dùng tổng 9381 không? 8362 này. Mình sẽ phân tích cho các bạn lần lượt từng cái sơ đồ. Mình có cả sơ đồ của TV Bana nhé. Nếu bạn nào cần phân tích thì mình sẽ nghiên cứu mình phân tích cho các bạn. Như sơ đồ này. Đây nhé các bạn nhé, đây là cái sơ đồ con TV LG CRT nhé, nó sử dụng IC này 9361 này, 9381 này, 9370, 9375 này. Thấy và cái sơ đồ này là cũng áp dụng cho TV Bana luôn nhé, một số đời của Bana nó cũng sử dụng sơ đồ giống như thế này, cũng sử dụng IC 9381 như thế này. Đấy. Thì đây là cái sơ đồ tổng quát của cả con này, bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi sửa phân tích phần nguồn đó các bạn nhé. Hướng nguồn của con này thì nó nằm ở đây, nằm ở khu vực này. Bây giờ mình sẽ làm gọn lại để phân tích phần nguồn. Thì đây là sơ đồ hướng nguồn nó nhé. Đây này, ACL, ACN mình chính là cái chỗ mà rắc hình phích cắm này, này. Nó đi vào này, đi vào qua cầu chì này. À, ngay đây có một con đi áp bảo vệ áp cao này, qua công tắc này, đi vào cuộn lọc nhiễu này. Một đường của nó đi thẳng vào một cái biến áp này, biến áp này biến áp xoay chiều này để nắn ra lấy ra điện áp mà 12V cấp cho 7805 nhé. Đây là một số máy có, một số máy không nhé các bạn nhé. À, chắc là có thể một số đời trên TV Bana thì có nhưng con này thì không. Và điện áp này sau khi qua cuộn lọc nhiễu này nó sẽ đi thẳng này. Thôi nhìn này. Đi thẳng vào cầu nắn này các bạn thấy không? Cầu nắn này, đây một đường này này. Đi thẳng vào cầu nắn này. Đây các bạn thấy không? Đi vào cầu nắn này. Đấy, và kết quả là khi nó đi vào cầu nắn như vậy thì điện áp đây các bạn này. Điện áp ở trên trên cầu nắn mình có 318V. Đây các bạn nhìn nhé. Đấy, một số con ấy là nó sử dụng một cái biến áp nhỏ để lấy ra điện áp 5V nuôi cho việc xử lý này. Khi có lệnh mở nguồn thì nó sẽ đóng xuống cái điểm này, này. Đấy, nó đóng cái công tắc này. Đóng công tắc này bắt đầu là điện áp ACL này một đường các bạn nhìn này, đi này. Đi vào cuộn nắn luôn, một đường nó đi vào chờ cái gioăng này. Đấy, khi đóng điện thì nó sẽ đóng gioăng này. Để đi xuống dưới này, đường AC này để cấp điện vào cầu nắn. Một số con không có cái công tắc, không có cái gioăng này thì nó sẽ sử dụng một cái J131 này để nối thẳng ở đây. Tức một đường ACL này nó sẽ đi qua đây và đi vào cầu nắn còn lại này. Và kết quả là trên tụ lọc nguồn này của mình này, trên con tụ lọc nguồn này nó có ký hiệu là con này lại ký hiệu là D805, con tụ lọc nguồn này sẽ có 318V này. Điện áp 308V vào chân 7 ra chân 5 này. Các bạn nhìn này. Đi xuống cái theo đường này nhé. Theo đường này. Cấp vào chân số 3 của IC. Con này là con F6654. Chân số 3 của IC nhé. Đây nó mở số rồi. 1 2 3 4 5. Đây chân số 3 của IC. Đấy. Và chân số 2 của nó này, nối mát này các bạn này, nối mát qua con R805 này, con này là 0,13 ohm nhé. Đây là con điện trở sun nhé, trở thoát mát. Con này khi hỏng thì các bạn phải thay zin bản này. Đấy, để cho con IC này làm việc thì nó phải có một cái điện áp mồi các bạn, điện áp mồi cho nó làm việc. Thì con này nó sử dụng điện áp mồi này lấy từ đường AC vào này. Đấy, qua con R809 nhé, R809 đây, qua R809, qua R809 này, bạn nhìn nó mồi vào đây, mồi vào đây, mồi vào chân số, vào chân số 4 của IC nhé, đây chính là chân VCC, lọc bởi con tụ C8-1 này. Lúc này con IC này của mình nó có điện áp mồi, nó bắt đầu nó sẽ dao động làm việc, nó điều khiển cho MOSFET, con MOSFET ở trong con IC này. Nó đóng điện áp từ chân 3 sang 2 đi xuống mát.
và là có dòng chảy trên cuộn 7 năm. Khi mà có dòng chảy trên cuộn 7 năm thì bắt đầu là có từ trường sinh ra trên cuộn 7 năm. Từ trường này bắt đầu cảm ứng sang các cuộn thứ cấp, trong đấy có cuộn hồ tiếp duy trì hoạt động. Cuộn 2, 1, 2 đôi mát này, 1 này, hồ tiếp về này các bạn nhìn này. Hồ tiếp về này. Đấy, hồ tiếp về này. Đấy, đi về về chân số 4 để hồ tiếp duy trì hoạt động nha. Thì đây là cái hoạt động, đây là cái điều kiện để cho con này làm việc. Đấy, khi điện áp vào tăng hay giảm thì nó có thêm một cái mạch gọi là mạch dò xai các bạn nhé. Đấy. Và khi mà con này làm việc liên tục thì bắt đầu có các điện áp ra này, trong đó có cuộn này, một cái đường điện áp ra này, lấy ra điện áp này là điện áp bao nhiêu đây? Điện áp 35V, 25 đến 35V này. Đấy, một số dòng thì nó là 9 đến 12V này, nhưng con này là 9 đến 12V này các bạn này. Đấy, một đường rồi, nó ra điện áp tầm khoảng độ 12V đến 15V để nuôi cho con IC Kia 7809 này. Con này là con IC ổn áp có điều khiển nha các bạn nhé. Khi có lệnh thì nó sẽ điều khiển nguồn ra. Và một đường nữa là điện áp 110 này, 110V này. Cái điện áp này là điện áp để cấp cho cao áp này của mình bên dưới này để làm việc này, nuôi cho cao áp này. Tiếp theo nữa, chân số 12 của biến áp này, lấy ra một cái điện áp nữa này, nắn ra một cái điện áp này, điện áp 14V này, điện áp này nuôi cho IC tiếng này nha các bạn nhé. Thì con này của mình ấy, nó dò sai, dò sai trên hai đường như các bạn nhé, dò sai trên hai đường. Một đường này nó lấy từ từ cái chân nguồn 14V này, một đường này nó sẽ dò sai bằng cái con IC dò sai SE 110. Tức là con này của mình nó sẽ có SE 110 này, 115 này, đấy, 120 này, 125 này, 130 này, 135 này, 140, 145 nha. Thì SE 110 tức là dò sai để lấy ra điện áp ở đầu này là luôn luôn là 110V. Còn nếu mà SE 135V thì điện áp ở đây sẽ là 135V trên cái đường B cộng này nhé. Thì khi điện áp đầu vào tăng, mình giả sử vì một nguyên nhân nào đấy điện áp đầu vào tăng, được chưa? Thì làm cho điện áp trên tụ độc nguồn này nó cũng sẽ tăng theo. Và kết quả điện áp cấp vào IC tăng. Con IC này làm việc khỏe hơn bình thường. Bắt đầu sinh ra điện áp, các điện áp ra đều tăng. Trong đấy có điện áp 110 tăng nhé. Và đồng thời có sinh ra một cái điện áp trên cuộn 14V này cũng tăng theo. Thì điện áp 110 tăng thì cấp vào con dò xai này tăng. Đấy, khiến cho con này dẫn mạnh hơn bình thường nha. Đây nó có 3 chân 1, 2, 3. Chân 1 mà điện áp càng vào càng lớn thì làm cho con này nó dẫn từ 2 sang 3 càng mạnh, thì làm cho con này dẫn mạnh hơn bình thường. Và đồng thời điện áp 14 tăng thì điện áp đi vào con photo quang dò xai này cũng mạnh hơn bình thường, trên 1 mạnh hơn. Con photo quang này phát sáng mạnh hơn, làm nó dẫn dòng từ 4 sang 3 mạnh. Chân 4 nó các bạn này được lấy từ điện áp từ hồi tiếp này, đường hồi tiếp này, nó sẽ dẫn từ 4 sang 3, từ 4 sang 3 nó đi về đây, đi về đây, đi về chân số 1 mạnh. Chân số 1 này chính là chân chân dò xai nhé. Chân số 1 là điện áp càng cao thì nó càng giảm, thì nguồn ra giảm nhé. Điện áp vì điện áp gia tăng, đâm ra là con này phát sáng mạnh, dẫn mạnh, con này phát sáng mạnh, làm cho con này dẫn mạnh. Làm cho điện áp từ 4 sang 3 về chân số 1 của IC nguồn mạnh. Làm con IC nguồn này giảm đi, dao động giảm đi và nguồn ra ổn định lại nhé. Thì đây là một cái chế độ. Cái chế độ thứ hai là chẳng may mà điện áp ra giảm, đúng không? Điện áp đầu vào giảm khiến cho điện áp trên tụ độc nguồn này giảm này, làm cho dòng chảy trên cuộn 7 năm này giảm này, con IC làm việc yếu đi này, nguồn ra giảm 110 yếu đi và điện áp 14 này yếu đi, tất cả nguồn ra yếu. Thì điện áp 110 yếu sẽ cấp vào chân 1 của cái con IC dò xai này yếu này. Đấy, làm cho con này dẫn yếu đi và điện áp 14 này cũng yếu đi, cấp vào chân 4, chân 1 của photo quang này yếu. Đấy, làm cho con này dẫn yếu, con này phát sáng yếu, 1 2 phát sáng yếu thì bắt đầu là dẫn dòng từ 4 sang 3 yếu. Khi dẫn dòng từ 4 sang 3 yếu thì làm cho điện áp ở chân số 1 này tăng lên, à yếu đi. Khi chân 1 này yếu đi, điện áp yếu đi thì làm cho con này dao động tăng lên. Và kết quả là cuộn dây này được dao động nhiều hơn hoặc là mạnh hơn. Kết quả là nguồn ra tăng lên và ổn định.
Đây là hai chế độ. Hai cái chế độ làm việc khi định áp gia tăng và định áp và giảm nhé. Và một cái nguyên nhân nữa này này. Và trong quá trình làm việc ấy thì trong quá trình làm việc ấy thì không bao giờ mà cái cơn mạch này của mình ấy nó là có một cái mạch gọi là mạch tách chờ. Thế thành ra khi mà máy chưa làm việc ấy thì điện áp ở đây này, điện áp 110 này nó chỉ còn khoảng độ 80V thôi. Làm việc rất yếu, tức là bao nguồn làm việc rất yếu nhé. Thì lý do làm sao? Thì khi tắt chờ ấy thì con photo quang bên trên này sẽ làm việc này các bạn này. Photo quang làm việc này. Đấy. Khi tắt chờ con photo quang làm việc này. Để nó làm cho nguồn rất yếu. Thì bây giờ mình giả sử khi mà vi xử lý của mình nó đưa một cái lệnh điều khiển vào đây, lệnh on off này vào đây. Đây các bạn này. Nó sẽ có hai, một là on và off, tức là hai tương ứng với mức 0 và 5V. Bây giờ giả sử bây giờ nó cho mức 5V vào đây nhá. 5V vào trên B con bóng này, con Q806 này. Là con Q806 này dẫn đúng không? Dẫn từ C sang E. Kéo tụt điện áp trên C con này đi. Tức là chân C con này đang là mức 0V. Khi chân C con này mức 0V thì làm cho chân C con bên này mức cao. Mức cao điều khiển vào chân 5 con này, ổn áp này làm con này dẫn nhá. Con này là K7809 làm con này dẫn, làm cho có nguồn 9V đi ra. Ao này có 9V đi ra. Đồng thời đây 0V này thì sẽ điều khiển xuống con này 0V. 0V làm cho con này không làm việc. Con này không làm việc nhá. Khi con này không làm việc thì con này không có dòng chảy 1,2, làm cho con này không làm việc, con này không dẫn nhá. Con này không dẫn. Còn khi con này không dẫn này thì điện áp đi xuống chân 3 này sẽ rất là nhiều. Đi xuống chân 3 rất nhiều. Bởi vì điện áp này từ đây đi thẳng xuống chân 3 rất nhiều. Khi điện áp xuống chân 3 này nhiều thì điều khiển vào chân 1 của IC này nhiều. Con này chân 1 điện áp cao thì nó làm việc yếu đi nha. Nguồn ra yếu. Khi mà ở chế độ 0V, khi máy của mình điều khiển ra một cái chế độ 0V, tức là chế độ tắt ấy, thì làm cho con này nó không làm việc. Khi con này không làm việc thì điện áp đây sẽ dâng lên này. Điện áp dâng lên này. Trên C dâng lên. Điện áp trên C dâng lên thì làm cho điện áp ở con bóng này nó dẫn từ C sang E, mất điện áp ở chân số 5 của IC K7809, làm cho con này không làm việc, không có nguồn 9V đi ra. Là một. Đồng thời điện áp đây là mức cao, mình sẽ điều khiển xuống đây. Điều khiển xuống với con chân B của con Q801 này. Làm cho con Q801 này của mình dẫn nhé, dẫn rất là mạnh, làm cho con bóng photo quang này phát sáng mạnh. Khi con này phát sáng mạnh thì làm cho con này dẫn dòng từ 4 sang 3 mạnh. Khi con này dẫn dòng từ 4 sang 3 mạnh làm cho kéo tụt điện áp ở đây. Kéo tụt điện áp ở chân số 3 đi nhé. Kéo tụt điện áp để cấp nguồn xuống chân số 3 này, chứ không phải tụt điện áp chân số 3 đây. Nó có diode này. Kéo tụt điện áp từ đây này để đưa xuống chân số 3. Khi làm cho chân số 3 này của mình này mất điện áp đi, mất một cái phần điện áp ở trên này đưa xuống, thì làm cho chân số 3 này của mình điện áp mức thấp, điều khiển chân số 1 mức thấp. Khi điện áp chân số 1 này mức thấp thì con này sẽ dao động tăng lên, và kết quả là nguồn gia tăng lên và nguồn 110V đủ nhé. Đấy, thì đây là hai cái chế độ dò sai của trên cái con TV LG. Một số đời nó sử dụng hai con IC nhé các bạn nhé. Đấy, một số đời sử dụng hai con IC, hai con IC photo quang, một con dò sai và một con để làm nhiệm vụ là tắt mở nguồn. Khi tắt thì bắt đầu là con này làm việc yếu đi, để nguồn sẽ yếu đi nhé. Và dĩ nhiên là cái nguồn 5V này vẫn có như các bạn nhé. Nguồn 5V này vẫn có. Khi nó không có cái mạch nguồn này thì nó vẫn có một cái nguồn này các bạn này. Nó lấy trước con IC78R09 này. Các bạn nhìn em. Đấy. Khi nguồn ra yếu thì nguồn này cũng sẽ yếu theo. Bình thường là 11 đến 12V thì bây giờ nó còn khoảng độ 8 đến 9V. Đấy, thì nó vẫn đủ để cho con IC7805 này hoạt động nhé. Đấy. Và nay mai hư hỏng ấy thì thường thường những cái con điện trở này này nó mà chết này các bạn phải thấy đúng nhé. Các bạn thay sai một cái thì ngay lập tức, một là nguồn da sẽ không có, hoặc là nguồn da yếu, hai là sẽ gây ra nổ IC này ngay lập tức nhé. Đấy, đâm con này phải thấy đúng. Nhiều bạn thấy nó chỉ số rất nhỏ, đâu tắt vào nó nổ ngay IC nhé các bạn nhé. Đấy, thì đây là toàn bộ cái phân tích cái khối nguồn của con TV LG CRT. Cái loại này dùng tổng 9381 nha các bạn nhé. Một số con ấy nó không có con IC điều khiển tắt mở nguồn này thì các bạn phân tích cũng tương tự như vậy nhé. Chúc các bạn là xem và có thể là
phân tích được cái sơ đồ này, hoặc là lấy cái tài liệu này để các bạn làm các cái bài tập trên này nhé.